Một trong những điểm nhấn của dự án đó chính là tiêu chuẩn sống thông minh, cùng với đó là ứng dụng công nghệ 4.0. Chỉ cần một nút chạm thôi, chúng ta có thể điều khiển được tất cả các thiết bị trong căn hộ của mình. Bên cạnh đó, dự án còn có những không gian xanh lớn và 68 tiện ích đẳng cấp. Và ngày hôm nay xin mời ông Long, chúng ta sẽ chia sẻ kỹ hơn về không gian sống xanh tại dự án cũng như là 68 tiện ích đó ạ. Cảm ơn Như Ngọc. Từ lâu lắm rồi tôi mới có cơ duyên để phát triển một cái dự án mà nó hội đủ tất cả những cái yếu tố cho một cái dự án nó cao cấp nhất, và chắc chắn những cái tiêu chuẩn sống thông minh như tôi vừa mới chia sẻ hay là những cái tiêu chuẩn về sống xanh. Cái tiêu chuẩn sống xanh này tôi nghĩ rằng là nó hội đủ yếu tố vì như thế nào ạ? Dự án được tọa lạc ở tại thành phố Thủ Dầu Một, một cái thành phố mà nó cực kỳ phát triển của tỉnh Bình Dương, khi mà Bình Dương là ở trong top Smart 21, đúng không ạ? Một thành phố thông minh với một cái tiêu chuẩn sống nó tốt và một cái không khí trong lành. Và bước vào trong Happy One Central thì với 68 tiện ích, tôi nghĩ rằng hiện nay ở tại Bình Dương nếu mà có một cái dự án mà có nhiều tiện ích như vậy, tôi nghĩ không có nhiều đâu.